Tập 77. Hãy làm những chuyện Quynh nên làm. Muội không giúp được Quynh điều gì. Điều duy nhất làm được chính là không trở thành gánh nặng của Quynh. Chỉ là có thể cho muội một hôn lễ không? Dương Thiền, có lẽ chúng ta không thể trọn đời trọn kiếp, nhưng khoảnh khắc này chính là sự vĩnh hằng của muội và Quynh. Muội sẽ luôn ghi nhớ. Dương Thiền, hãy làm những chuyện mà Quynh nên làm. Khôi phục chính nghĩa, cứu vãn thiên hạ. Nước của chúng ta, thời đại mà chúng ta đang sinh sống, bây giờ đang rơi vào thời khắc u ám nhất. Từ bao lâu nay, chúng ta vẫn luôn sống trong sự u tối đó. Nhưng mà ở cuối sự tối tăm đó, chúng ta đã nhìn thấy được ánh sáng của tương lai. Đó chính là những đốm lửa đang cháy trong lòng của các ngươi. Đốm lửa này có thể tạo ra kiếm sắc, có thể mở ra một tương lai thật tươi sáng. Ta nguyện trở thành thanh kiếm trong tay của các ngươi, để cùng với các ngươi chiến đấu. Đúng vậy, đúng vậy, cậy nói rất đúng. Thời niên thiếu còn lông bông, ta từng cho rằng lịch sử là do những anh hùng viết nên. Sau đó các quân vương nói lịch sử là do những người đã xử tử anh hùng viết nên. Hơn nữa chính ngày hôm nay, vào đúng thời khắc này, ta biết lịch sử sẽ do nhân dân, người dám chống lại bạo chúa và lật đổ chính sách bạo tàn giết nên. Bởi vì hôm nay, thời khắc này, thì mỗi một con người trong chúng ta đều sẽ trở thành một vị anh hùng để giết nên lịch sử của thời đại. Ngài nói đúng rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Sợ sệt chuyên quyền cũng không thể tránh khỏi cái chết. Hèn nhát sợ chết thì sẽ trở thành nô lệ chịu chết. Chiến đấu mà chết là dùng cái chết đập tan cái chết. Người nhu nhược sinh tiền đã chết qua rất nhiều lần, nhưng dũng sĩ một đời chỉ chết có một lần thôi. Cho dù chúng ta tử chiến, nhưng niềm vinh quang mà mọi người theo đuổi chắc chắn sẽ được ghi trên bia mộ của chúng ta, muôn đời bất hủ. Chúng ta hãy cầm vũ khí trong tay của mình lên, để giành lại sự tôn trọng và tự do thuộc về chúng ta.
Đây chính là lựa chọn của chúng ta, không ai có thể ngăn cản được. Niềm vinh quang của sự tự do mà chúng ta theo đuổi, muôn đời muôn thuở, bất hủ. Lại đó, Phụng lệnh thiên tử, toàn bộ cung Ngụy Dương bị Chu Đô tiếp quản, ai vào sẽ chết. Đó là Dương Thiền, Phụng mệnh thiên tử, giết chết không tha. Là binh sĩ và nô lệ của Ngụy Dương được Dương Thiền tác động đứng lên. Tiến sát tường thành, họ lên tiến sát, tiến sát tường thành, tiến vào, vào. Tiến sát tường thành. Báo, báo, Dương thượng, tướng quân, quân dân của nước Ngụy đang ồ ạt tấn công vào cung Dương, đã sắp phá tan cổng thành rồi. Thành Đại Lương như rắn mất đầu, lòng người cũng đã tan rã, sao có thể tổ chức phản kháng? Là Dương Thiền, Dương Thiền dẫn đầu đội ngũ đang tấn công hành cung. Dương Thiền, chẳng phải Dương Thiền đã rời khỏi rồi sao? Ta đã hiểu rồi, trước giờ Dương Thiền không hề rút ra khỏi cuộc chiến này, điều hắn ta cần chính là chờ đợi cơ hội để có thể lật lọng. Tới tốt lắm, đi theo ta. Dạ. Giết! 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 Dùng phổi trắng ta đi. Cứu tôi. Cứu người. Cứu tôi. Không được mạo hiểm. Mở ra. Mở ra. Đóng cổng lại. Tham Cương, mau sống lên, nhất định phải tìm cách để mở cổng ra. Mau theo ta, sống lên mở cổng ra. Sống lên.
Sống lên! Giết! Tấn công! Giết! Tiếp tục tiến lên! Biến! Cầm khiên! Đi theo ta! Mát! Kiên Du, không cần phải sát hại nhau nữa, dừng tay đi. Tiến, lùi lại sau. Dù kẻ thù tới lỗ hổng của cửa thành đi. Quản lý nô lệ nước Sở gây ra bạo động, quân Sở Dương bị bao vây, Tân Sở Dương sắp sửa gặp nguy hiểm. Còn nước Hàn, công tử Ngang hiện đã dẫn binh đánh tới biên giới nước Hàn. Công tử Ngang tại sao lại ở đó? Tướng quân, từ lại cho Dương Thiền giở trò, nước Hàn cũng đã không xong rồi. Phụ Dương, Dương Thiền đã dẫn người của nước Ngụy tấn công tới nơi rồi, chúng ta buộc phải lập tức rời khỏi đây. Còn viện quân của Sở Hàn đâu? Chúng ta không có viện quân nữa rồi, chúng ta đều bị vướng bẫy của Dương Thiền. Hắn xúi dục nô lệ nước Sở bạo động, sắp xếp công tử Ngang tấn công nước Hàn. Phụ Dương, chúng ta thua rồi. Phụ Dương, bây giờ chúng ta đi vẫn còn kịp đó. Nguyên Bá dù chết cũng sẽ bảo vệ Phụ Dương bình an. Chúng ta trở về Chu Đô trước rồi hắn tính sao. Giết hắn đi!
Giết hắn đi. Hổ Môn tướng quân, ta xin hai người đừng để ta ở lại đây. Ta vẫn còn có ích cho hai người mà. Đừng để ta lọt vào tay của Dương Thiền. Ta không thể lọt vào tay đám nô lệ đó được. Thả ta ra đi mà. Hãy dẫn ta đi đi. Ta cầu xin hai người mà. Làm ơn dẫn ta đi đi. Dẫn ta đi đi. Ta sẽ để ngươi được gặp riêng bằng hữu trước đây của ngươi. Ngươi cứ việc chợ Dương Thiện và đám thiện dân kia tới đây trừng phạt đi. Không được mà Cơ Nguyên Bá. Cơ Nguyên Bá, đừng để ta ở lại đây một mình. Ta không muốn gặp hắn. Ta không muốn gặp Dương Thiện. Dương Thiện sẽ giết chết ta. Cơ Nguyên Bá, hãy cho ta đi theo hai người đi. Cơ Nguyên Bá, Dương Thiện sẽ giết ta. Dương Thiện sẽ giết ta. Mau, bảo vệ nữ dương. Bảo vệ nữ dương. Đi mau. Nữ dương, đi mau. Nữ dương, mau đi đi. Nếu không sẽ không còn kịp nữa. Hậu Bắc Kim Thủ. Tất cả nghe đây, nước sở ta bây giờ đã rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, khắp nơi đều là cảnh giết người cướp của, hay chết đầy đồng. Sở Thái Tử càng thêm tàn bạo, càng thêm bạo ngược. Vì để cải cách không bị bãi bỏ, vì tự do của chúng ta không bị chiếm đoạt, vì sự tôn trọng của chúng ta không bị bôi nhọ. Chiến đấu. Kim Phục, cô làm trái đạo lý, quả của ngày hôm nay là do cô tự làm tự chịu. Sống vào cung Sở Dương, bắt sống Thái Tử, vì dân trừ họa. Công tử ta đánh bại nước Ngụy, cùng Cơ Nguyên Bá Kim Thục phân chia thiên hạ. Các ngươi đã phá hoại kế hoạch của ta. Ngươi hoàn toàn không xứng đáng làm quốc vương nước Sở. Ngươi nói bậy. Các ngươi là những tên nô lệ hèn hạ. Các ngươi là những tên nô lệ xấu xa. Tất cả các ngươi là những côn đồ bị Dương Thiền mê hoặc. Hôm nay của ta chính là ngày mai của các ngươi. Các ngươi muốn lấy mạng của ta, mạng của ta là do trời cho đó. Ta là người có thiên mệnh. Trong người của ta đang chảy dòng máu cao quý của Mễ Thị. Oh!
Dựa vào chính chúng ta mà tranh thủ. Xóa bỏ cát đất. Xóa bỏ cát đất. Xóa bỏ cát đất. Trả lại tự do. Trả lại tự do. Trả lại tự do. Bãi bỏ nô dịch. Bãi bỏ nô dịch. Bãi bỏ nô dịch. Trả lại tự do. Trả lại tự do. Trả lại tự do. Dương Thiên, Dương Thiên, Dương Thiên, ta chờ để quay về được rồi. Dương Thiên, để muốn làm gì? Để nghe ta giải thích đi, đừng mà. Dương Thiên đừng giết ta. Để hãy cứu ta, để hãy cứu ta, để cứu lấy nước Ngụy đi Dương Thiên. Ta biết, ta có lỗi với để Dương Thiên. Ta sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để chuộc lại lỗi lầm. Ta không muốn chết đâu Dương Thiên. Chỉ cần cho ta biết để muốn gì, chỉ cần để đừng giết ta, để muốn ta làm gì ta cũng làm hết Dương Thiên. Ta cầu xin đệ, ta cầu xin đệ, đừng giết ta mà. Dương Thiên, Dương Thiên, ta sai rồi. Ta sai rồi. Cơ Mẫn. Có. Mấy vị vua đó, ta muốn ngươi phải tìm cho ta. Ai? Cái gì? Ta muốn ngươi kêu tất cả các vị vua của Yên Triệu Tần Tề đều tới Đại Lương này. Nói với họ là Loạn Chu Sở Hàn bây giờ đã ổn rồi. Ngươi phải tổ chức nghi thức mừng công ở Đại Lương để cho bọn họ đều tới tham dự. Để muốn làm cái gì chứ? Nếu như ngươi thật sự không muốn chết thì cứ làm theo lời ta. Dương Thiền đã giải cứu được nước Ngụy trong một sớm một chiều, đã hoàn toàn đánh bại âm mưu của Chu Dương dày công sắp xếp. Thái tử Sở đã chết, Kim Thục bị bắt, Chu Dương cùng với dây cánh thất bại thảm hại. Đồng thời lúc này, hành động trái đạo lý của Chu Dương đã bị các chư hầu hợp sức đánh dẹp. Mau lên, các người mau dọn bộ xương Ứng Long này cho ta. Mau lên, ta sẽ không cho phép những tên loạn thần kia chà đạp lên chúng. Ta muốn cho những bộ xương này có được một chỗ cất giữ thật tốt đẹp. Phụ Dương, còn tới rồi. Đại quân các nước Tần Tề Yên Triệu kết hợp lại thảo phạt chúng ta, hiện đã bao vây Chu Đô rồi. Họ còn đưa ra điều kiện nữa. Hãy để ta đoán thử. Điều kiện của họ chính là muốn ta chết. Phụ Dương, người tuyệt đối không cần thuận theo ý của họ. Con sẽ bảo vệ người rời khỏi nơi này, sau đó sẽ tìm cơ hội để làm lại từ đầu. Quân đội ta nuôi dưỡng bao năm nay, bây giờ đã bị họ tàn sát gần hết. Tên phản tặc Điền Thanh đã bắn đứng ta. Hắn ta vẫn luôn là người của Dương Thiền. Không ngờ là lần này
chúng ta công mui bỏ biển đã thua trắng trong tay của Dương Thiền. Bây giờ đồng minh của chúng ta Thái Tử Sở cũng đã chết rồi, kim thục của nước Hàn cũng bị công tử Ngang bắt giữ và giải tới nước Ngụy, đi khỏi sông Tạm. Bây giờ với ta mà nói còn có ý nghĩa không? Nhưng mà phụ vương, thiệt nghĩ thay gì, vì mạng sông này để con cùng với ta trông chui trông nhủi. Điều đó không bằng cứ đem đầu của ta mà giao cho họ, để tỏ sự trung thành của con với họ, lấy cái chết của ta mà đổi lấy cơ hội để sau này con có thể làm lại với từ đầu. Phụ vương, tôi đang nói gì vậy? Tất cả những gì ta làm đừng bị họ coi là phản đồ. Đối với tất cả những phản đồ, chắc chắn họ đều dùng những cách thức tàn khốc nhất để trấn áp, để cảnh tỉnh người đời phải trung thành đối với họ.